Pháp Vô Sa Nư, thiên tình sử đẫm lệ của công chúa Champa. Tháp Vô Sa Nư, hay còn gọi là tháp Chăm Phố Hài, tháp Bà Tranh, nằm trên đồi Bà Nài thuộc phường Phú Hài, cách trung tâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 7 km về hướng đông bắc. Đây là một quần thể gồm 3 tháp được xây dựng từ thế kỷ thứ 8, thứ 9. Trải qua hơn 1.200 năm, những gì mà tháp Vô Sa Nư còn lại ngày nay đều là những giá trị đặc biệt vô giá. Chính từ điều này mà vào năm 1991, tháp Vô Sa Nư được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Ẩn sau công trình hơn 1.000 tuổi này là một truyền thuyết cảm động, một thiên tình sử đẫm lệ về nàng công chúa hồng nhan bạc mệnh của vương quốc Champa xưa, được cộng đồng người Chăm lưu truyền qua nhiều thế hệ. Chuyện xảy ra trước khi tháp Vô Sa Nư được xây dựng ít lâu. Khi đó, vua Champa là một nàng công chúa xinh đẹp và hiền thục tên là Vô Sa Nư. Nàng yêu say đắm Bosahanimba, một lãnh chúa theo đạo Hồi. Vượt qua khác biệt tôn giáo, họ đến với nhau trong sự chúc mừng của cả hai vùng. Nhưng sự đời vốn phũ phàng, em trai của công chúa là thái tử Bô Đan là người ghét những người gọi đạo nên đã lên kế hoạch chia rẽ đôi yêu ương. Dưới sự dàn xếp của thái tử Bô Đan, Bosahanimba sau chuyến hành hương quay trở về những mong đoàn tụ cùng người vợ Bô Sa Nư xinh đẹp, nhưng lại không thấy nàng ra đón mừng như lời thề trước lúc ly biệt. Về phần Bô Sa Nư, sau khi biết những chuyện em trai của mình làm để chia rẽ hai người, đã vội vã đi tìm chồng để thanh minh, mong được nối lại tình duyên, nhưng đã quá muộn. Tình yêu của Bosahanimba đã vĩnh viễn không còn thuộc về nàng. Cuối cùng, Bô Sa Nư đành buồn bã quay lại quê hương. Nàng sống bình lặng và chỉ dạy cho nhân dân cách trồng lúa nước, dệt vải thổ cẩm, trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt hải sản. Cuộc sống những năm cuối đời của nàng trôi qua cùng niềm đau chôn giấu trong tim. Sau khi Bô Sa Nư mất, để tưởng nhớ đến đức hạnh cũng như tài năng của công chúa, các thần dân Champa đã xây đền tháp thờ nàng. Đó chính là tháp Bô Sa Nư, với vẻ đẹp kiến trúc vẫn còn được gìn giữ sau biết bao đổi thay thời cuộc. Trong suốt nhiều thế kỷ, hàng năm cứ vào mùa vụ KT, ngày 1 tháng 7 theo lịch Chăm, trong khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 dương lịch, người Chăm trong vùng lại tổ chức lễ hội ăn mừng, múa hát tại tháp Bô Sa Nư để tôn vinh công đức của nàng công chúa xinh đẹp, giàu lòng, nhân hậu. Trống vang lên rộn ràng, bước chân theo nhịp ngang, cho tình yêu của tháp bay lên. Trống vang lên rộn ràng, bước chân theo nhịp ngang, cho giấc mơ của tháp bay lên.